ba cái đại tá về hưu rồi bác nhỉ. Bác cho bắt tay bác ấy. Đó, đại tá về hưu rồi, đại tá công an nhỉ bác nhỉ. Không lừa đảo gì đâu. Đại tá công an đây. Đó, đại tá công an. Em chào các bác nhá. Đó, mấy bác ở trong Linh Thuận nhỉ bác nhỉ. Bác Linh Thuận nhỉ. Linh Thuận. Đấy. Đây xem xe các bác, xe chốt con Fortuner người ta để bên kia. Đấy. Linh Thuận ra tận đây mua xe. Thế bác cảm nhận xe thế nào? Có được không? Có chất lượng không? Chất lượng tốt. Đấy. Được thì mới lấy chứ không được đấy. Nhưng mà bác là quê gốc ở đâu chứ nhỉ? Quê gốc Bắc Giang. Đấy, bác ở quê gốc ở Bắc Giang nhưng mà vì chùm khế ngọt là phải về. Đấy. Ra tận đây lấy xe của cháu. Nhưng mà xe là chất lượng đúng không? Chất lượng thì mới lấy. Chất lượng, tinh thần phục vụ của showroom là rất là đấy. Đấy. Vâng. Vâng. Làm việc tí năm đầu phải quay vào cái chữ văn phòng giao dịch không biết đấy. Không biết được bài bài đang viết giấy rồi, đang viết giấy cho bác đấy. Viết giấy thì bây giờ này ta qua tu lơ có 207 thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Em cũng đăng video rồi cho các bác xem rồi đúng không ạ, đẹp như 2010 2011 luôn, xuất sắc luôn ạ. Bây giờ bác đánh xe về các bạn. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Nó vẫn giữ còn cái form rất là đẹp luôn thôi nhé. Bên em vẫn còn rất là nhiều xe nhá. Xong rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.